Thưa quý vị, theo nghiên cứu của Tổ chức Hen suyễn Thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ mắc hen suyễn ở gần 30%, chỉ sau Úc và New Zealand. Điều này có nghĩa là tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cứ 10 trẻ thì có một trẻ mắc bệnh hen. Những năm gần đây thì hen ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng và đặc biệt thì tỷ lệ này cao hơn đối với trẻ sinh sống tại các thành phố có nguy cơ ô nhiễm cao như Thành phố Hồ Chí Minh. Và ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông, công trình xây dựng là những nguyên nhân gây tăng bệnh hen suyễn ở trẻ em. Khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người trong số những phụ huynh đưa con đi khám này là vì hen suyễn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Nam Bộ nói chung, ngoài những đợt lạnh dịp cuối năm, mùa hè cũng là thời điểm các bé dễ lên cơn suyễn nhất. Vì vậy, tỷ lệ trẻ đến khám vì hen suyễn thời điểm này tăng cao hơn thường lệ. 3 năm rồi, nhiều khi nó cảm là nó cũng bị, hoặc là mình bụi thôi, với nhà nó cũng bị. Bác sĩ dặn vậy mình phải tránh cái đó. Trời nè, mình cũng phải giữ ấm cho nó, rồi ăn uống, rồi bụi, khói, thuốc lá, không có nuôi động vật rồi, lông đồ nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Bé hôm nay là nhập viện ngày thứ hai á, thì nên bé vẫn đang điều trị bé bị viêm phổi nặng và đang coi thử bé có bị hen không á, chứ chưa có xác định là hen, mà em nói chung là em sợ bé bị hen. Bệnh hen suyễn là bệnh mãn tính thường gặp ở trẻ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn được cho là do ô nhiễm môi trường, thay đổi thời tiết. Khi trẻ bị hen sẽ có những biểu hiện như ho từng cơn, ho dai dẳng, đặc biệt là ban đêm và sáng sớm, khò khè, khó thở sau khi hoạt động thể lực, cảm giác đau ngực, tức ngực. Nếu không được kiểm soát và điều trị sẽ khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, biến dạng lồng ngực, suy tim. Hen suyễn là vấn đề có chất toàn cầu, đặc biệt với trẻ nhỏ thì bởi vì cái tác động của nó, cái tác hại của nó là không chỉ về mặt thể chất mà cả về tinh thần. Chẳng hạn về phương diện thể chất thì các cháu mắc bệnh hen suyễn thì mỗi lần gắng sức thì các cháu nó rất dễ bị lên cơn. Thì là các cháu bị giới hạn hoạt động, không thể hoạt động vui đùa giống những trẻ khác. Thành ra nó ảnh hưởng rất lớn tới việc mà học hành của cháu và thậm chí tới cả phát triển về trí tuệ. Hiện chưa có phương thuốc nào có thể điều trị dứt điểm bệnh hen suyễn. Chính vì vậy, các bác sĩ cũng khuyến cáo để có thể kiểm soát và phòng bệnh hen cho trẻ, phụ huynh cần cho trẻ hạn chế tiếp xúc với người bị cảm cúm, tiêm chủng ngừa cúm hàng năm. Đặc biệt, nếu phát hiện trẻ bị hen, cần tuân thủ quy trình điều trị để kiểm soát tốt bệnh hen ở trẻ.